Hello, xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hay hước trong lần hài của sóng Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mặt mình là mọi người sẽ đặt một câu hỏi kế tiếp Ok em, vậy khi nào tiền nó về? Dĩ nhiên à, nếu mà mình biết cái câu trả lời chính xác là mình sẽ không làm Youtube mà mình sẽ làm cố vấn uh, cho Tổng thống uh, Biden <laughs> Nhưng mà cơ bản mình có thể cho mọi người biết tiền của chúng ta sẽ về vào khoảng mùa hè Cái đó là điều chắc chắn Dĩ nhiên khi mà nói tới vấn đề này á thì sẽ có khá là nhiều cô chú anh chị không đồng ý có khá nói cơ bản là có khá là nhiều người không đồng ý họ sẽ nói những cái lời lẽ mà coi như là nó dễ lọt lỗ tai như vậy nè trời mày đi mơ đi con ở đâu ra mà có tiền 600 là đủ rồi 600 là nhiều rồi sao 600 từ còn chưa có đâu có 2.000 mơ đi Ok Đảng Cộng hòa không chịu đâu vân vân và vân vân Ha, à, ông bay hứa cho vui thôi Đảng dân chủ hứa lèo cho vui thôi vân vân Ok cứ tiếp tục mơ đi mọi người thấy không khi mà nói tới vấn đề mà chúng ta sắp nhận được tiền á thì có vô số người dùng những lời lẽ rất là em tai để mà chuốt vào lỗ tai chúng ta nghe cho nó à, thoải mái chơi vậy đó nhưng mà có một cái mấu chốt mà không ai hiểu được hết Chỉ có một số người hiểu giống như mình thôi Ok Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người Tại trước tiên là tại sao mà mình lại có thể chắc chắn là cả mùa hè mọi người chúng ta sẽ có tiền và tấm check 2 ngàn nữa Đó là chúng ta phải hiểu một vấn đề Trước tiên á, đảng Dân Chủ bây giờ họ có rất là nhiều lệ thế ở đây à, Chứ không lợi thế đây là sao trước tiên bây giờ dĩ nhiên là họ nắm giữ cả hạ diện thượng diện lẫn uh, nhà trắng này nhưng mà cái đó còn quan trọng hơn nữa đó là lợi thế không nó gọi là leverage tại vì trong bất cứ cái dự lực nào á nó muốn thông qua được nó cần phải thông qua hạ diện nó cần phải thông qua thượng diện và dĩ nhiên sau đó ông tổng thống ký hạ diện á thì đảng dân chủ họ có thể dễ dàng thông qua rồi đó uh, ông tổng thống ký họ cũng có thể dễ dàng họ thông qua vậy đó và riêng cái thượng viện á Thì xưa nay ngay cả bây giờ nó cũng cần phải có 60 phiếu để thông qua Thành ra nói gì về, về cơ bản á Là đảng chủ sẽ cần có 10 phiếu uh, ủng hộ từ bên phía đảng công hòa Thì mới thông qua một cái dự lực đúng không? Bao gồm cả cái dự luật gói cứu trợ à. Nhưng mà nếu mà nói như vậy á Thì nó chỉ là uh, biết một mà không biết hai Tại vì cái gì nó cũng có cái uh, cái cách giải quyết của nó hết à riêng cái điều ở trên thượng diện á đảng chủ họ có hai sự lựa chọn một là họ chọn con đường là cùng hợp tác với bên phía đảng cộng hòa để mà được 60 phiếu thông qua một cái gói cứu trợ một cái dự lực nào đó mà họ muốn còn nếu mà riêng những cái chính sách như họ muốn chẳng hạn như cái gói cứu trợ siêu to khổng lồ này nếu mà họ cảm thấy đảng cộng hòa căng quá không nhượng bộ và họ đòi hỏi những cái điều nào đó mà họ cảm thấy họ không nhượng được thì họ cũng có thể dùng cái budget reconciliation đó là một cái điều khoản ở trong uh, quy định ở trên thượng viện cho phép đảng cầm quyền thông qua bất cứ cái dự luật nào miễn nó liên quan tới tài uh, chánh ngân sách uh, chính phủ mỹ chỉ giấy số phiếu dọn dẹn còn con là 51 phiếu Wow, bây giờ mọi người thấy cái cửa của uh, cái số tiền stimulus check nó sáng ra chưa? và 51 phiếu này là đảng dân chủ họ đang nắm trong tay trên thượng thượng viện. Anh ra cơ bản mà nói đảng dân chủ họ có rất là nhiều sự lựa chọn ở đây. Cái cái mà đang dần có ở đây là gì? Cái ông gọi là Joe Manchin, ông đang lưỡng lơ con cá vàng. À, lúc thì ông nói cần phải cho người dân cần phải ưu tiên chích vaccine trước. Sau rồi sau đó ông nói, OK, ông cứ có thể suy nghĩ lại nếu mà tiền stimulus check cho những người nào cần thôi. Những ai già quá rồi khỏi cho sau đó ông lại nói ôi làm như vậy thì tốn nhiều tiền quá nói chung là cái cái, cái ý của ông cuối cùng là gì ông muốn là bên đảng dân chủ sẽ nhượng bộ là một trong những điều khoản nào mà ông muốn cho tiểu bang West Virginia của ông đó không? chứ thật ra là ông cũng từ từ ông cũng sẽ là gia nhập câu lạc bộ gọi là đảng dân chủ trên thượng viện thôi tức là nói cách khác cái chuyện mà đảng dân chủ họ có 51 phiếu để thông qua cái gói cứu trợ uh, siêu to khổng lồ của ông Biden chỉ giới 51 phiếu bằng cái budget reconciliation nó khá là đơn giản cái quan trọng là gì cái thời gian à, như mình đã nói rồi nó sẽ là chuyện cũng từ đây cho tới mùa hè không cái này nếu mà nói tiếng mỹ nó nó không còn là if nó but when đó là cái có thể chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái gói của trợ mới có thể chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái stimulus check uh, tấm check thứ ba cái quan trọng là người ta đang tranh luận bây giờ là ok khi nào có uhm. chứ không phải cái kiểu mà ok mọi người hãy quên đi hãy mơ đi hãy mơ 10 cái mơ đi làm sao mà có tiền để có tiền ở đâu mà ra mọi người nên hiểu cái mấu chốt khá là quan trọng như thế này uhm. đó là người dân mỹ đang cần tiền Người dân Mỹ đang muốn stimulus check và đảng Cộng hòa dân chủ họ thắng được Trong một bầu cử vừa rồi á là cũng là nhờ cái những cái uh, điều hứa hẹn gì thấm stimulus check gì gói cứu trợ. Đảng Cộng hòa họ bị thua là tại vì họ không cho người dân Mỹ tấm check 2 phải không và dĩ nhiên đảng dân chủ họ cũng thừa biết cái điều đó và thứ hai nữa bây giờ gì họ đang nắm quyền thành ra cái kiểu cách mà họ làm việc nó cũng khá là đơn giản họ có thể dễ dàng thông qua những cái điều đó và ông Biden đó thì cũng là phe của đảng dân chủ ông có nói chung là cơ bản là đảng dân chủ họ có đủ thiên thời địa lợi ở đây hết rồi cái mà mấu chốt họ đang muốn là gì họ muốn những cái chính sách khác trong tương lai nữa tại vì mọi người nhớ không phải chỉ có một cái gói cứu trợ này không à, sắp tới đây vào cỡ mùa hè ông Biden ông sẽ trình ra một cái kiến nghị gì gói cứu trợ cho cơ sở hạ tầng nó gọi là infrastructure nó à, rất là nhiều điều ở trong đây rồi sau đó cũng sẽ có thêm những cái dự lực khác nghe không cải tổ di chú rồi này kia tầm lum chính sách hết thanh giá đó là những điều mà đảng chủ họ đang cũng nhắm tới chứ không phải là họ có ai làm khó được họ đó mọi người nên nhớ đảng chủ hiện giờ là đảng cầm quyền đảng công hòa cho dù họ muốn cản đi nữa cũng rất là khó đường để cho họ cản tại cơ bản họ đâu có phải nắm quyền đâu mà họ cản đó giờ cái quan trọng nữa là gì thời gian. Thấy không? Nếu mà thời gian á thì nó đẩy ra một vấn đề là ok từ đây tới đó dân Mỹ họ có chờ được hay không? Nếu mà họ chờ được á thì họ có quậy hay không? Nếu mà họ chờ được á, thì à, liệu họ có quay lưng với Đảng chủ hay không? Thì khi đó thì Đảng Cộng hòa sẽ được à, lợi nhất vâng vân. Nhưng mà nếu mà mình biết nói câu đó thì chắc chắn là những người bên phía Đảng chủ họ cũng thừa hiểu vấn đề đó mọi người nghe họ đúng không? họ hết chuyện họ đang nắm quyền mà dưới tay họ có biết bao nhiêu luật sư cố vấn chuyên gia đồ làm việc uh, phụ trợ uh, phụ tá cho họ đó, Đúng không và họ cũng thừa biết nếu như mà họ không cho người dân mỹ cứ gói cứu trợ siêu to khổng lồ lần này đó nghe thì kết cục vào năm uh, bầu cử midterm election năm 2022 thì kết cục của họ là họ sẽ bị thua ngược lại giờ tay đang công hòa thế thôi đó, mọi người nghĩ xem thành ra vì bao nhiêu lý do đó mình tin chắc một trăm phần trăm không 101% hay còn gọi là 1001% là chúng ta chắc chắn sẽ có một cái gói cứu trợ mới cũng như là tiền stimulus check mấu còn lại là chúng ta phải chờ cỡ vài tháng <cười> <cười> nhưng mà again chờ vài tháng nhưng mà miễn có tiền được rồi đúng không nào yeah thôi video đã dài xin chào tạm biệt mọi người nha thank you bye bye